Thơ thứ hai của Phi-e-rơ, chương 1. Simon Phi-e-rơ, làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-su Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Cứu Chúa là Đức Chúa Giê-su Christ đã lãnh phần đức tin, đồng quý báu như của chúng tôi, nguyện xin ân điển và sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-su là Chúa chúng ta. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắn hết sức, thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho sự học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ác chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy, hỏi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa và Cứu Chúa chúng ta. Quyền phép của các sứ đồ và các đấng tiên tri. Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ ràng và chắc chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi. Nhưng tôi còn ở trong nhà tạm này bao lâu, thì coi sự lấy lời răn bảo mà tỉnh thức anh em là bổn phận của tôi vậy. Vì tôi biết tôi phải vội lìa nhà tạm này, như Đức Chúa Giê-su chúng ta đã bảo cho tôi. Nhưng tôi ân cần rằng sau khi tôi đi, anh em có thể hằng nhớ điều tôi đã nói. Vả, khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, thì chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để, bèn là chính mắt chúng ta đã ngó sự oai nghiêm Ngài. Vì Ngài đã nhận lãnh sự tôn trọng, vinh hiển từ nơi Đức Chúa Trời, Cha Ngài, khi đấng tôn nghiêm rất cao phán cùng Ngài rằng, Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chính chúng tôi cũng từng nghe tiếng ấy đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên hòn núi Thánh. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động người ta, đã nói bởi Đức Chúa Trời.